Hiền. Hà Đan rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Duy Mạnh và bạn gái ăn mặc đồng điệu đi nhận xế hộp 3 tỷ đồng. Hình ảnh Duy Mạnh và bạn gái Quỳnh Anh bên chiếc xế hộp sang trọng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ độ chịu chi của cặp đôi. Mới đây, người hâm mộ được dịp mắt chữ A mồm chữ O bởi độ chịu chi của cầu thủ Duy Mạnh và bạn gái Quỳnh Anh khi hai người tiếp tục tậu chiếc xế hộp giá trị. Được biết, đây là chiếc xe thứ hai mà cặp đôi đã tậu được trong năm nay. Duy Mạnh bảnh trai đi nhận xe tiền tỷ cùng bạn gái Quỳnh Anh. Theo cửa hàng xế hộp xác nhận, đây là món quà mà Duy Mạnh và Quỳnh Anh cùng nhau mua được sau thời gian dài hẹn hò. Theo đó, mẫu xe này thuộc dòng xe sang trọng. Giá trị ước tính của chiếc xế hộp này lên đến con số 3 tỷ đồng. Trong ảnh, anh diện áo sơ mi trắng điển trai lịch lãm bên bạn gái trong ngày đi nhận xe. Cặp đôi không giấu được niềm hạnh phúc khi có thể tự tay sắm dòng xe có giá trị lên tới gần 3 tỷ đồng. Năm cầu thủ và bạn gái tươi tắn trong ngày đi nhận xe mới. Trước đó vài ngày, Quỳnh Anh khiến fan bất ngờ khi đăng tải bức ảnh kèm dòng trạng thái trên trang cá nhân. Tự mua xe ở tuổi 23, sau khi chia sẻ hình ảnh tàu ô tô mới của bạn gái Duy Mạnh, nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Cặp đôi tàu xe hơi hạng sang ở tuổi 23 khiến nhiều người phải ghen tị. Đây là món quà ý nghĩa mà Duy Mạnh và bạn gái cùng nhau sở hữu sau 3 năm yêu nhau. Trong ngày đi nhận, anh hào hứng ngồi lên để trải nghiệm. Được biết, đầu năm 2019, anh chàng đã tự mình tậu một ngôi nhà khang trang cho riêng mình. Còn bạn gái Duy Mạnh từ lâu được biết đến là một người tự lập trong tài chính và khá mắt tay trong kinh doanh. Đó là điều đáng nể với một người mới chỉ 23 tuổi. Duy Mạnh nhắn nhủ Quỳnh Anh, mình thân nhau được 3 năm rồi đấy. Cách đây không lâu, nhân dịp kỷ niệm ngày quen bạn gái năm tháng 10, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh đăng tải bức ảnh Quỳnh Anh trên trang cá nhân. Anh viết, mình thân nhau được 3 năm rồi đấy bạn nhỉ. Được biết, cả hai bắt đầu công khai hẹn hò từ cuối năm 2016. Cặp trai tài gái sắc nhận được nhiều sự quan tâm khi chàng là hot boy làng bóng, nàng là con gái út của cựu chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn. Chia sẻ về chuyện tình yêu, cô nàng nói, cả mình và Duy Mạnh đều dành cho nhau một vị trí đặc biệt, yêu nghiêm túc nên cũng không có gì phải giấu giếm. Cũng giống như các cặp đôi khác thi thoảng đi chơi hay có dịp đặc biệt thì cả hai sẽ post ảnh selfie cùng nhau. May mắn rằng cả mình và Duy Mạnh đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn, nên mình cũng cảm thấy khá thoải mái và muốn được gần gũi chia sẻ nhiều hơn với các bạn ấy thông qua mạng xã hội. Cả hai là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất trong làng bóng đá Việt Nam. Họ luôn thoải mái trong việc chia sẻ những hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Với sự nghiêm túc của Duy Mạnh và Quỳnh Anh đang từng bước có những sự chuẩn bị cho ngày về chung một nhà, có xe riêng, có lẽ ngày họ cùng lên xe hoa sẽ không còn lâu nữa.